lập liền tung oanh quan lớn tuất đi xa huy lập liền đi tung oanh trừ tà sát quỷ để giành nghề tương tài việc sử xem hôm chiều thập bát đi đất địa định nghề bạch mạc đi phong châu thank you.
ban các quan ông về chuyện ban các quan tả cơ đội lương ban đáo đạt Trang sĩ
vì qua bên sông tranh. Nhớ người trang sĩ chí tài danh tuyệt. Dù cho vật đổi xa xưa, bến sông tranh kia vẫn còn đó. Tiếng loa đồng hỏi nước sông tranh, Thành Long đao cứu nước tung tung hoành. Sông tranh đáp tiếng trả lời, chính quan để xa người triệt. Còn lưu truyền ngôi đền kỳ cục thực đích mãi còn. Chúng con nhớ ơn người trang sĩ lập nên công ngàn năm ký nhớ quan lớn tuân tài. Có hay đâu ý trời nhẹ đất tạo tài, tạo hùng tài còn hất thanh cao xanh ơi. Phải chăng tao hoàng
giật mưa dây thuyền bè bình mãn, thuyền bè bình mãn sang nghe đồng
minh hát vọng treo leo hiệu lục châu dốc đỗ ngoan một đợt anh nghe hùng tài danh nghe
nổi tiếng tại danh nghe, nổi tiếng khắp vùng trời Nam Hải Vai. Hải Vai nằm gành nghe hương thơ thường nghe. Thank you.
gió lay xình bức mạnh. Đưa đường hoàng tử lộ trình, lộ trình tới đây, tay điên giọt chè rượu đa. Nhân tuần sơ nâng nhất nhất sơ nâng lên tình mua nâng lên cả mẫu các mùa nâng mời cả người giữ quan hoàng ngày xưa các cô nâng mời là mời giữ quan hoàng người xưa các cô nâng mời giữ quan hoàng người bắt đi sơi các cô đừng mời dự quan hòa sơn ơi tam bôi chuốc nghi chén rượu nâng tam tuần trung nâng lên tình tình vua nâng vào tà mộng các cô là người dự quan hòa quan hoàng mười xơi các ho nâng là mời dứt quan hoàng mười trời bố xanh mà bằng trời càng càng lộng nước bố xanh mà bằng dòng được sông La nơi mô dòng biển trăng trăng ngàn mà bằng nơi thành đồi sinh quan hoàng thấy xa hồn cùng hồng mộng song song nghề bốn nguyên xưa cô chín đi sáng ngự nghề đến song nghề quyền tài đủ định nghề cô chín sầu trong cô lấy làm nhà gỗ cây sông cô lấy cô làm nhà xanh xì cô mắc nga trong nhà trước khi cửa đến thank you.
người vua Minh Nghi bảy lập đền đường chưa trời ngày. Làm lễ xin nhang cô chín về đầu, làm lễ xin nhang quy đầu lễ mẫu chín mười phương hộ trì dân nhang niệm niệm từ bi. Niệm niệm từ bi dân nhang đi niệm từ bi hài hoa an phong cho trong trang cai tuổi trẻ người đã đôi người. Chọn vẹn người phần lộ cho chọn vẹn người phần phần tươi phần tốt phần gần phần xa độ cho nam nữ trẻ già. Ban lộc tiếp tài ở trên ban lộc tiếp tài ban cho họ biết lộc tài bình hoa chữ giang phú quý bình hoa. Sở nguyện lòng tâm chữ rằng sở nguyện lòng tâm độ cho đệ tử được người phân vệ người chữ rằng không dám đơn sai. Có lứa có đôi cô sẽ cho, có lứa có đôi độ cho chỗ đời đời bình an sẽ cho thuận vợ thuận chồng. Thuận vợ thuận chồng sẽ cho thuận vợ thuận chồng con cháu cháu được nối dòng để đa chữ sản phú quý bình hòa. Trọn vẹn mười phần cô độ cho, trọn vẹn mười phần phần tươi phần tốt, phần gần phần xa độ cho nam nữ trẻ già. Nam nữ trẻ già cô độ cho, nam nữ trẻ già con cháu cháu nối dòng về sau tuổi đây sẽ được bình an. Bà sáu nàng sương nghe cô ngập nơi cô xin lại thương anh là tình đang tình tay múa lượn cánh thiên lầu lầu thu quyển chữ tiểu thiên trên trời là đình là đình ta ta tinh tinh thank you.
gió dù thoảng ngát hương đi làm trăng soi xin đi xin sớm xa vào bạn đến đây nghe khuya sớm cậu bé cậu xa vào tháng tám tiệc tục truyền tháng tám tiệc trai tháng ba tiệc nghề bóc cổ dây thì chưa chiên hương we'll be right back.
mà chẳng mấy khi cậu tôi sẽ loan giá ư về đồng bên tả. Cung văn con dâng câu thơ phú bên hữu con nhị vị tiên nàng rót rượu mời cậu xơi. Tay có đôi nàng tiên nâng chén cùng bên giót nàng chén trên dài mời xin mời cậu hoàng nâng chén chén thứ nhất đã giót chén thứ nhất được mời vui mùa xuân son đưa chén thứ nhất được mời xin mời cậu hoàng say xưa con xin mời cậu hoàng say xưa. Say xưa chén thứ ba, chén thứ ba chân cô quỳ tay cô giót ní đặt trên tên ngài mời xin mời cầu hoàng đơn chén chén thứ ba đã giót chén thứ ba được mời vui mùa xuân non được chén thứ ba được mời xin mời cầu uống cho say con xin mời cầu uống cho say. Hãy subscribe.
lồng cái cầu lại bán.